Hi, chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình ha. Thì hôm nay mới về mới đồ nữa ha anh em. Chỉ có 4 con cưa xích. 4 con cưa xích ha. Con đẹp long lanh như mới hết. Rồi hai con bào với con cưa bàn. Thì đây mình vô luôn ha. Đầu tiên con bào lưỡi 156 nha anh em. Con này thì đặc biệt có điều tốc nha. Có điều tốc, nó chạy từ 8.000 vòng trên phút đến 15.000 vòng trên phút. Này các anh em có thể chỉnh được ha. Rồi, cái con này là model là gì vậy? Để dưới đây à, kín quá. Thấy, lưỡi nó 156 nha, còn đẹp long lanh nha. Đó, mặt dưới nó đây. Đẹp. Thì con này thì giá 1.3 triệu nha anh em. Lý do nó có điều tốc, lưỡi nó to nữa. Đang chạy với tốc độ thấp đó nè. Rồi tắt đây. À, con này mình có thể chỉnh được điều tốc nha. Ngon lành. Giá 1.3 triệu ha. Ổn quá anh hai ơi. Tiếp theo là con số 2 nha anh em. Con số 2 là con này con số 1 dây hơi ngắn nha. Dây này chắc nói rồi. Dây này không đủ gin đó. Chứ gin nó là dây nó cỡ như vậy nè. Con số 2 thì được cái dây gin nha. Dây này cực kỳ dài luôn. Rồi con này dây không gin nữa. Dây này dây Makita. Nhưng mà dài lắm. Cái bó dây này hơn ký nè. Đó. Con số 2 cũng khá đẹp ha. Con số 2 1.1 triệu. Thì con này của Hitachi. Lưỡi 156 136 nha. Đó. Mặt dưới nó cũng khá đẹp nha. Đẹp là nha anh em. Lưỡi còn rất là ngon. Lưỡi đầy đủ không mẻ gì hết ha. Để thử cho anh em xem. Rồi được rồi. Thì con này giá 1.1 triệu nha anh em. Có hai cái bào thôi, hai cái bào lớn thôi. Còn cây này hôm qua, cái này hôm qua anh kia anh đặt rồi nè mà xong anh là anh hồi cây này ha. Thì cái này 750 có điều tốc nè. Điều tốc nè. Con này có điều tốt không ta? Nhớ có ủa bảy có thắng. Đó, thắng đầy đủ ha. Ruby. Con này đẹp như mới nha anh em. Con này năm mấy không thấy ta. Không thấy để năm nữa. Ok, thì con này hôm qua chưa bán anh kia đặt nhưng chưa lấy đó. Anh em nào lấy thì cứ liên hệ ha. Rồi. Tiếp theo là về thêm một con cắt cắt gốc cắt bàn ha. Con Ruby TS220 ha. Con này giống y gan con qua luôn. Nhưng cái lưỡi nó khác nha anh em. Lưỡi này lưỡi cắt gỗ nha. Cứ gỗ lưỡi găng thưa. Đó. Con này thì cũng đẹp long lanh ha. Như qua luôn nha. Đây con này nó khác qua gỡ cái chốt ra đằng gặp xuống nè. Con này khác qua cái nó có cái chữ tàu người ta khắc đây nè. Đó, chữ Nhật chứ. Rút cái này ra, rút cái này ra. Rồi ok. Đó, con ngon lành nha. Thắng đầy đủ chức năng hết ha. Đó. Model đây nè. Y gan con qua nha anh em. Đó, con này thì 1.3 triệu. Đó, bằng như con qua luôn nha. Rồi. Tiếp theo là 4 con cưa ha, 4 con hoa hậu ngày hôm nay ha. 4 con cưa. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp, cực kỳ mới luôn ha. Đầu tiên là con số 1 ha. Số 1 là con Kirit Ring. Con này thì như mới luôn nha anh em. Lam nó như mới luôn. Con này thì lam 3,5 tấc. Mấy con nhỏ nhỏ này các anh em xách một tay các anh em cưa rất là ok. Leo, trèo, mé cành, mé nhánh đều rất là ok. Đó. Đẹp long lanh từng chi tiết luôn ha. Nói chung là như mới hết. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới luôn ha. Nói chung là rất là đẹp. Mấy con này con này là leo mé cành là rất là ngon luôn. Rồi đây coi cái tem của nó ha. Đó. GC31 ha, mặt in da băng ha, Kirit. Cái này cái hydro của nó ha. Đó. Rồi test thử con này luôn. Thì bên kia chứ test đây chứ. Đó.
rất là nhạy, cần thiết phải giật lần thứ hai đâu. Con này cực kỳ đẹp nha, con số 2 ha. Con số 2 là con C302BS ha. Con này cũng giống như con kia luôn, đẹp long lanh luôn nha. Đó, Echo Curic. Con này, mấy con này đều có thắng nha, đời mới ha, nên nó có thắng ở Lam hết ha anh em. Đây nè, cái model ở đây GC302BS ha, máy khiên xà băng. Đó, cực kỳ mới luôn. Echo, Echo Curic là một ha anh em. Con này cũng Lam 3,5 tấc luôn. Cái Lam này thì nó không có thể hiện chữ Echo ha, nhưng còn rất là mới. Đó, ok, test thử cho anh em xem. Mấy con này cực kỳ nhạy nha anh em. Rồi, số 2. Tiếp theo con số 3. Số 3 cũng con tay cục luôn, GS302 ha. Con này cũng đẹp long lanh luôn ha, mới ton. Con này cái lam còn chữ Echo, rất là mới luôn. Đó, rất là đẹp luôn á. Mấy con này đều có thắng hết nha anh em, quá đẹp luôn. Con này mua về xài gia đình, mé cây mé cành là rất là phù hợp, nhỏ gọn, không có nặng tay ha. Đây, cái mạc ở đây, mạc yên xa băng ha, GC302 ha, rất là mới. Ba con, anh em cứ lựa ba con nha, con nào anh em nào đặt trước thì lấy trước ha. Còn nói chung là giống nhau hết á, chung là thích con nào thì... ok ha, ngon lành ha. Rồi, tiếp theo con số 3 ngày hôm nay. Con số 3 là một con cắt máy đứng nha. Con này cũng làm 3,5 tấc nha anh em. Con này thì hiệu Shidawa ha, E300 ha. Đây, Shidawa ha, còn rất là đẹp. Máy đứng nha anh em. Ở bên dưới đó đây, mình dưới chỉ chóc một hai miếng sơn thôi, cũng không ảnh hưởng gì hết á, chung là rất là ngon. Đây, coi cái mạc nè, quay qua cái mạc này coi nè. Đó, Make in Japan ha. Số 4. Đây, con này con số 4, test thử cho anh em xem luôn. Bật lên chưa, kéo lên. Tăng đưa sên ra xíu là ok. Thì sên hơi dùng ha. Con này chạy cực kỳ khỏe, máy đứng. Và khi mình ship hàng thì mình gỡ mấy cái lam này ra hết nha. Anh em về tháo ốc này ra gắn vô thôi, đơn giản. Và mấy cái xích này thì anh em về vũa lại xài cho đẹp nha anh em. Cho bén nha. Đó. Thì hôm nay chỉ được nhiều hàng đây thôi. Thì anh em nào cần thì cứ liên hệ số điện thoại mình sẽ để bên dưới ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nha.